Xin kính chào các cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bánh Tre. Và hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ha. Đó là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của em Nhi nha cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào gia gặp lấy ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Mức giá chỉ từ 220.000 cho tới 250.000 bao phí vận chuyển ha. Siêu bông Sài Gòn Cúc Thọ Hương ha. Đó, rất là nhiều giống luôn, kem Cẩm Thạch nữa. Rồi mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Không nào mất thời gian gặp luôn em Nhi đi, em Nhi chào giới thiệu và giao lưu ha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị mình nha. Hôm nay trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục nha. Cũng mong cô chú chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Rồi. Cô cái đầu tiên là mã số 11B là cây giả siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Nút nụ lên thì khỏi bàn luôn. Tại vì do là trời đang mưa cô chú anh chị nên em quay hơi nhanh xíu để không kịp nha. Hoành được 9. Cao 50. Cái ngang được 47. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá 220.000. Rồi. Này hôm nay bắt cô chủ mấy bữa nay chiều nào cũng mưa hết cô chú anh chị ha, nay bắt cô chủ đội mưa quay clip luôn. Rồi tiếp theo mã số 12B. 12B là cây cúc thọ hương nha. 12B ha, rồi cúc thọ hương. Rồi thông số luôn nha. Hơi cô chú anh chị thông cảm. Hoành được 8. Rồi. Cao 50. Cái ngang được 56. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá 220 luôn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3B là cây giả siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Hoành là mình được 9. Rồi. Cao 50. Cái ngang được 52. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá 220 luôn nha. Rồi, đợi cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. Cây 14B. Cái cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này có đế luôn cô chú anh chị ha. Nguyên vàng đế giữ vàng. Ghép được 2 bo ha. Bo già. Hoành được 14. Tàn khá luôn ha. Cao 43. Cái ngang 64. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá 300 thôi nha. Rồi, mình đợi cây ha. Chụp hình luôn ấy. Rồi tiếp theo cây mã số 15B. Một cây cúc họ hương nữa nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì mình ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Này mình chịu khó mình dựng ngọn lên cô chú anh chị, cây này cũng đẹp nha. Hoành được 11. Rồi. Cao 30. Tán ngang được 64. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình giá 220 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 15 ủa nhiêu ta? 16B. 16B nha cô chú anh chị, là một cây giả tư sắn nha. Rồi cái này gốc lớn của chú anh chị ha, xoắn còn chùm luôn. Xoắn rất là nhạt nha. Hoành 13. Rồi. Cao 30. Tán ngang được 52. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá 300.000. Rồi đợi cái luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 17B. Rồi. 17B là một cây cúc hoa hồng sông hỷ nha cô chú anh chị. Bông là cô chú anh chị rất là đẹp luôn ha. Mưa quá lớn. Bông lên rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Bông dũm ha. Hoành 11, cao 50, cái ngang được 53, cái này 250.000 nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 18B, một cây cúc Tây Thi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này lấy bo là đã luôn cô chú anh chị ha. Tết dạ. Bông cũng chùm luôn. Hoành là được 10. Rồi. Cao 32, tán ngang 58, cái này giao lưu cô chú anh chị 250. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 19B. Rồi. Một cây cúc Hoàng Đế ha. Dạ, Hoàng Đế. Hoành 12. Rồi. Cao 40. Tán ngang được 64. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá cái này là 250.000. Rồi, đây cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20B là một cây kem Cẩm Thạch ha. Rồi, Cẩm Thạch mà bông màu kem nha cô chú anh chị. Lá dạ, Cẩm lá Thạch nè. Lá Cẩm Thạch mà bông màu kem chứ không phải trắng nha cô chú anh chị. Lá Cẩm Thạch nè, là bông màu kem. Hoành được 10. Rồi, đây bánh 4 múi cao nha cô 40. Chú anh chị. Tán ngang được 67. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là 300.000 và đây cũng là cây clip của em nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào mà em ạ. Do trời đang mưa có gì sai sót thì cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm mà bỏ qua cho em nha, lần sau em sẽ khắc phục ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi ạ. Cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ cho em Nhi ha. Thì quay trời đang mưa cô chú anh chị nên là quay hơi nhanh ha. Có gì thông cô chú anh chị mình cũng thông cảm cho em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.